Xin mời câu hỏi số 7. Các phương tiện giao thông ở nước nào sau đây lưu thông ngược chiều với những nước còn lại? A. Mỹ, B. Canada, C. Nigeria và D. là Nhật Bản. Trong đầu thì đang nghĩ là có phương án là Pháp. Tức là bạn có phương án ngoài A, B, C, D, phương án E. Dạ vâng, trong đầu hình dung lên như vậy. Lúc mà nhờ trợ giúp khán giả thì trong em, đầu em thì đang liên tưởng đến đáp án C. Mà là Nigeria. Vâng, có 18% khán giả đang nghĩ như thế. Trong đầu thì vẫn đang nghĩ đáp án C. Em vẫn quan điểm là mình đi thi thì sẽ chắc chắn. Nếu những gì không biết thì mình nên có thể là cứ tham khảo mọi người. Bạn còn hai quyển trợ giúp nữa. Em xin hỏi tổ tư vấn tại chỗ ạ. Chúng tôi xin hỏi là ở trong trường quay, ai biết chắc chắn 100% câu trả lời giơ tay tư vấn cho bạn Lê Hải Nam. Mời bạn chọn 3 người. Xin chào, em tên là Hải Anh, năm nay 18 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Em xin trợ giúp cho người chơi ở câu hỏi này là đáp án D, Nhật Bản ạ. Thành viên đầu tiên của tổ tư vấn chọn câu trả lời là D, Nhật Bản. Chúng ta chờ quan điểm của thành viên thứ hai. Em tên là Trần Thị Huệ Phương ạ. Năm nay em 23 tuổi và em đang là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Em xin trợ giúp cho anh người chơi là đáp án D, Nhật Bản ạ. Và theo em được biết là cả ba nước Mỹ, Nigeria và Canada đều lưu thông đường bên phải. Và gia đình em đã từng đến Tokyo của Nhật Bản rồi ạ. Và họ lưu thông bên trái ạ. Thành viên thứ hai cũng chọn câu trả lời là D, Nhật Bản. Chúng ta chờ thành viên cuối cùng. Em tên là Huyền, hiện em đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Em xin trợ giúp cho anh phương án D, Nhật Bản. Tại vì em có xem vlog của du học sinh Nhật Bản ạ. Thì các bạn ấy, có bạn đã thi bằng lái xe ô tô và đi xe thì bạn ấy có nói là bên đấy di chuyển bên trái đường ạ. Như vậy là cả ba thành viên trong tổ tư vấn có cùng một câu trả lời. Tôi nhớ là trước khi chọn trái đường ạ. Như vậy là cả ba thành viên trong tổ tư vấn có cùng một câu trả lời. Tôi nhớ là trước khi chọn quyền trợ giúp đầu tiên, tức là hỏi ý kiến khán giả trường quay, thì bạn đinh ninh câu trả lời là Nigeria, đúng không ạ? Khi số đông khán giả trường quay không tin là Nigeria, bạn vẫn tin là Nigeria. Còn bây giờ 100% thành viên của tổ tư vấn cũng không tin là Nigeria mà lại tin là Nhật Bản. Niềm tin của bạn bây giờ như thế nào? Cảm ơn ba người trong tổ tư vấn đã hỗ trợ trong câu hỏi này. Bây giờ thì chắc là em sẽ đặt niềm tin toàn bộ vào người khác, không phải vào mình nữa. Đúng rồi, thực ra là một cái lĩnh vực kiến thức mà mình không nắm được thì đúng là phải học hỏi. Và em xin quyết định chọn đáp án D, Nhật Bản. Câu trả lời chính xác của chúng ta sẽ có sau ít phút. Chắc quý vị vẫn nhớ ít phút trước người chơi của chúng ta nghe theo ba thành viên của tổ tư vấn và đã chọn câu trả lời là D, Nhật Bản cho câu hỏi các phương tiện giao thông ở nước nào sau đây lưu thông ngược chiều với những nước còn lại. Sau ít phút chờ đợi thì cảm giác của bạn thế nào? Em cũng đang chờ đợi một cái kết quả may mắn với mình. Vâng, sau ít phút chờ đợi, cảm giác của bạn là vẫn đang chờ đợi. Và bạn sẽ không phải chờ đợi lâu nữa bởi vì câu trả lời chính xác của chúng ta là D, Nhật Bản. Với việc tư vấn rất chính xác cho người chơi, mỗi thành viên trong tổ tư vấn sẽ nhận được mỗi phần thưởng là 200.000 đồng của chương trình. Xin cảm ơn tổ tư vấn. Các phương tiện giao thông ở Nhật Bản lưu thông ở phía bên trái. Tại sao lại như vậy? Ở đây có hai lý do. Đầu tiên thì ở thời Edo, khi mà những samurai họ thường đeo gươm ở phía bên trái. Và vì vậy khi họ lưu thông ở bên trái, họ lấy tay phải rút gươm của mình sẽ thuận lợi tiện hơn, sẽ nhanh hơn. Đấy là cột mốc đầu tiên. Nhưng mà cột mốc quan trọng là năm 1872 thì chính thức người Nhật ban hành những quy định là các phương tiện giao thông phải di chuyển phía bên trái. Bởi vì năm 1872 là năm mà người Nhật xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên. Lúc đó thì có một số công ty của Pháp, một số công ty của Mỹ cùng đấu thầu. Nhưng công ty thắng thầu là một công ty của Anh. Và khi người Anh đến Nhật Bản để xây những tuyến đường sắt đầu tiên thì đương nhiên họ mang theo văn hóa của người Anh, đó là lưu thông di chuyển ở phía bên trái. Đúng không ạ? Và đấy là hai lý do để mà chúng ta thấy rằng tại sao Nhật Bản họ duy trì thói quen lưu thông phía bên tay trái dành cho các phương tiện giao thông đến tận bây giờ.
Tôi nghĩ rằng đây là những thông tin mặc dù là về giao thông thôi, nhưng mà lại nhắc chúng ta một chút về lịch sử, nhắc chúng ta một chút về văn hóa.